Cả lịch sử Việt Nam xúc động với lý do thủ đô Angola đặt tên con đường đẹp nhất mang tên Đại lộ Hồ Chí Minh. Với người dân Angola nói riêng và nhân dân châu Phi nói chung, họ luôn dành cho Việt Nam một tình cảm đặc biệt. Khi tìm Quang Linh tới đây tặng họ giếng nước sạch, thì chính người dân đã vẽ lá quốc kỳ Việt Nam bên cạnh chiếc giếng để bày tỏ lòng biết ơn. Người Việt đi đến đâu đều được bà con châu Phi chào đón đến đó. Họ vẫy tay, cười nói rất thân thiện. Tình cảm này có được không chỉ đến từ việc người Việt Nam hết lòng giúp đỡ người dân nơi đây, mà còn được vun đắp từ trong lịch sử. Chính Bác Hồ đã là người kết nối hai dân tộc với nhau, khơi dậy tinh thần đấu tranh giành độc lập trong lòng người dân Angola. Vì thế, để khắc ghi tình cảm với Bác, Angola đã quyết định đặt tên một đại lộ ngay giữa lòng thủ đô là Đại lộ Hồ Chí Minh. Thật vinh dự và tự hào khi vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta được nhân dân trên khắp thế giới yêu mến và kính trọng. Năm 1975, Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới công nhận nền độc lập của Angola, và Việt Nam là nước truyền cảm hứng cho các nước bị áp bức để đứng lên đấu tranh giành lại độc lập trên toàn thế giới. Cố tổng thống đầu tiên của Angola, Antonio Agostinho Neto, đã dành cho nhân dân Việt Nam và đặc biệt sự kính trọng sâu sắc của cố tổng thống đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam. Xuất phát từ tình cảm đặc biệt này mà cố tổng thống Neto đã quyết định đặt tên đại lộ quan trọng ngay giữa trung tâm thủ đô Luanda mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thủ đô Luanda của Angola, đại lộ to nhất, đẹp nhất có tên Avenida Hồ Chí Minh, có nghĩa là Đại lộ Hồ Chí Minh. Con đường này nối liền với đường cách mạng tháng 10, hướng ra sân bay Luanda. Điểm cuối cùng của đại lộ là nơi khách du lịch có thể ngắm toàn cảnh vịnh Luanda, một trong những vùng biển đẹp nhất ở châu Phi. Dọc Đại lộ Hồ Chí Minh, ta có thể bắt gặp những cơ quan quan trọng của chính phủ quốc gia này. Ông Arim Tachon, Ủy viên Thường trực Hội Cựu Chiến binh của Tổng cục An ninh Nhà nước Angola cho biết, nhân dân Angola luôn biết ơn Việt Nam vì đã sớm công nhận nền độc lập của Angola. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là một vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân thế giới. Chính vì người đã vẽ ra con đường để các dân tộc bị áp bức bởi chủ nghĩa thực dân trên thế giới đứng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, ông Arim Tachon nói. Ông cũng cho biết thêm, Việt Nam và Angola có nhiều điểm tương đồng. Hai nước đều là thuộc địa của thực dân Pháp và Bồ Đào Nha, nên dù xa nhau về địa lý nhưng lại rất gần gũi nhau về nhiều mặt. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Nam luôn ủng hộ phong trào của Mặt trận Nhân dân Giải phóng Angola, MPLA. Trong quá trình tái thiết đất nước, Việt Nam cũng là nước luôn ủng hộ các hoạt động của đảng MPLA cho đến tận bây giờ. Ông Arim Tachon nói, đối với người dân Angola, hình ảnh Hồ Chủ tịch cũng như Việt Nam luôn khắc sâu trong tâm trí họ. Thế nên con đường giờ đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị anh em, nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc mà các thế hệ tương lai của hai nước cần chăm lo gìn giữ. Không chỉ người dân Angola biết đến và yêu quý Bác Hồ, mà nhân dân Algeria cũng dành cho Bác, cho người Việt Nam chúng ta tình cảm đặc biệt. Họ cũng chính là người được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 11 năm 1954. Cũng là thời điểm người Algeria bắt đầu phát động khởi nghĩa vũ trang giành độc lập dân tộc trong 8 năm sau đó. Năm 1958, một phái đoàn quân đội Algeria cũng từng sang Việt Nam và được Bác Hồ tiếp đón chu đáo. Sau này, chính quyền Algeria đã cho xây dựng Đại lộ Hồ Chí Minh, Avenue du Président Hồ Chí Minh, tại quận Paris Hamidou của thủ đô Alger. Đại lộ này dài khoảng 3 km, là con đường giao thông nằm trên trục đông tây của thành phố, đi qua nhiều địa điểm quan trọng. Nơi đây thể hiện tình cảm gắn kết giữa người Algeria và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với nhân dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp quốc khánh hay sinh nhật Bác hàng năm, người ta thấy nhiều người Việt khắp nơi trên đất nước Algeria quy tụ về nơi này. Nhân dân châu Phi, trong đó có nhân dân Mozambique, vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1977, ngay sau khi giành được độc lập, cố chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Mozambique, ngày nay là Cộng hòa Mozambique, Zamora Machel đã lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt cho một đại lộ ở thủ đô Maputo. Đó là một con đường dài hơn 1 km đi ngang qua tòa thị chính của thủ đô. Ngoài Đại lộ Hồ Chí Minh còn có những con đường khác mang tên các Mác, Lenin. Đáng nói, trên Đại lộ Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương còn trồng một hàng cây keo, loài cây biểu tượng thịnh vượng, đẹp, sạch sẽ, an toàn và thân thiện của thành phố Maputo, hay còn có tên khác là Hòn Ngọc của Ấn Độ Dương. Nói đến Ấn Độ, chắc hẳn người ta sẽ nhớ tới mối quan hệ thâm tình
giữa Hồ Chủ tịch và cựu Thủ tướng Nehru của Ấn Độ. Năm 1958, trong chuyến thăm Ấn Độ, Bác Hồ được Thủ tướng Nehru tiếp đón thịnh tình, ân cần. Bởi mối gắn bó tình cảm, tại Ấn Độ có tới hai công trình được mượn tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là Đại lộ Hồ Chí Minh Mark, tọa lạc tại thủ đô New Delhi, nơi tập trung hàng ngàn, hàng triệu du khách. Vào năm 1990, hưởng ứng khuyến nghị của Đại hội đồng UNESCO, Hội đồng thành phố Kolkata và Ủy ban Tây Bengal Đoàn kết Đông Dương Việt Nam đã khánh thành con đường Hồ Chí Minh Sarani nhân dịp 100 năm sinh nhật Bác. Có lẽ ai cũng biết rằng, trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin câu trả lời cho dân tộc mình. Khi nói về sự kiện này, người hồi tưởng, luận cương của Lênin làm tôi rất cảm động, mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi như muốn nói to lên trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Không thể phủ nhận Lenin và đất nước Xô Viết đã có sự ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng và nhận thức của Hồ Chủ tịch. Khi Lenin từ trần, Bác đã viết, khi còn sống, người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dù vậy, ít ai biết về điều ngược lại, đó là dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước này. Tại thành phố Ulyanov, cách Moscow 893 km, được biết tới là quê hương của vị lãnh tụ Lenin, có một đại lộ đã được đặt tên Hồ Chí Minh. Trên con đường này cũng có một bức tượng chân dung của Hồ Chủ tịch nhằm thể hiện tình yêu mến của người dân địa phương đối với Bác Hồ và đất nước, con người Việt Nam. Theo báo cáo của đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam vẫn chưa thống kê đầy đủ số lượng của các con đường và cơ sở được mang tên Bác, cũng như chưa nắm rõ hết được tình trạng của các cơ sở này. Ấn Độ là nước đầu tiên có tên đường Hồ Chí Minh. Con đường này được đặt tên ngay sau cuộc tấn công Mậu Thân năm 1968 nhằm bày tỏ sự ủng hộ của chính quyền và đất nước Ấn Độ đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tại Việt Nam. Các con đường mang tên Hồ Chủ tịch đều xuất hiện tại thủ đô các nước như Cuba, Mozambique, Angola, Algeria, Nga. Tại Ý có đến 21 con đường mang tên Hồ Chí Minh tại nhiều thành phố trên khắp đất nước. Palestine từng bày tỏ mong muốn được đặt tên Hồ Chí Minh cho một con đường tại Ramallah. Đại sứ quán Morocco kiến nghị vận động chính quyền Burkina Faso khôi phục lại tên đường Hồ Chí Minh cho đại lộ chạy qua dinh tổng thống nước này hoặc để tên Hồ Chí Minh cho một con đường khác phù hợp. Cuba có một trường tiểu học, một trường cấp 2, một trung tâm giáo dục hỗn hợp, một phòng tranh và một công viên được mang tên Bác. Mexico có một giảng đường mang tên Hồ Chí Minh. Mông Cổ có một trường phổ thông mà trong khuôn viên trường có tượng Bác. Ngoài ra còn rất nhiều điểm lưu niệm, tưởng niệm Bác chưa chính thức nhưng được chính quyền và người dân địa phương trân trọng, lưu giữ. Đến nay, việc dựng tượng hay tượng đài tưởng niệm Bác đã được thực hiện tại khoảng 20 nước trên thế giới, ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Nhiều khu di tích tưởng niệm, bảo tàng, công viên mang tên Bác được xây dựng tại những địa phương Bác đã từng sống và hoạt động, chủ yếu ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Pháp. Trong đó có 2 khu tại Lào, 4 khu tại Thái Lan, 8 khu và nhà tưởng niệm tại Trung Quốc. Có thể thấy mỗi nước, mỗi địa phương có những cách khác nhau để vinh danh tưởng niệm về Bác Hồ. Tự chung lại đây cũng là cách để vinh danh tưởng niệm Hồ Chủ tịch, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Hồ Chí Minh là một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, cũng là người có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những cống hiến của Bác sẽ mãi được nhân dân Việt Nam và thế giới trân trọng và khắc ghi. Video ngày hôm nay của Tri Thức Việt xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!